Mời các bạn nghe truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, giọng đọc Thiên Khánh. Lão Hạc thổi cái mùi rơm châm đóm, tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước, nhưng lão không nghe. Ông giáo hút trước đi, lão đưa đóm cho tôi xin cụ, và tôi cầm lấy đóm. Vo viên một điếu, tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn và bảo, có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo à. Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão. Nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất rừng rưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng lão nói là nói để đấy thôi. Chẳng bao giờ lão bán đâu. Và lại có bán thật nữa thì đã sao? Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế? Lão hút xong, đặt xe điếu xuống, quay ra ngoài, thở khói, sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão Hạc ngồi lặng lẽ, hưởng chút khoái lạc con ấy. Tôi cũng ngồi lặng lẽ, tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn, tôi bán gần hết cả áo quần, nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển sách. Ốm dậy, tôi về quê, hành lý chỉ vẹn vẹn có một cái vali đựng toàn những sách. Ôi, những quyển sách rất nâng niu, tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng. Mỗi lần mở một quyển ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một rạng đông, cái hình ảnh tuổi 20 trong trẻo, biết yêu và biết ghét. Nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần, mỗi lần cùng đường đất sinh nhai và bán hết mọi thứ rồi, tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi, sau cùng chỉ còn có 5 quyển. Tôi nhất định, dù có phải chết, cũng không chịu bán. Ấy thế mà tôi cũng bán. Mới cách đây có hơn một tháng thôi, đứa con nhỏ của tôi bị chứng lỵ gần kiệt sức. Không, lão Hạc ơi, ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu. Lão quý con chó vàng của lão đã thấm vào đâu với tôi quý 5 quyển sách của tôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng thế. Còn lão Hạc, lão nghĩ gì? Đột nhiên lão bảo tôi, này, thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ. À, thì ra lão đang nghĩ đến thằng con lão, nó đi cao su 5-6 năm rồi, hồi tôi mới về, nó đã hết một hạn công ta. Lão Hạc đem thư của nó sang, mượn tôi xem, nhưng nó xin đăng thêm một hạn nữa. Lão vội cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao lão đang nói chuyện con chó lại nhảy vọt sang chuyện thằng con như vậy. Con chó là của cháu nó mua đấy chứ. Nó mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt. Ấy, sự đời lại cứ thường như vậy đấy. Người ta đã định, rồi chẳng bao giờ người ta làm được. Hai đứa mê nhau lắm, bố mẹ đứa con gái biết vậy nên cũng bằng lòng gả. Nhưng họ thách nặng quá, nguyên tiền mặt phải 100 đồng bạc, lại còn cau, còn rượu. Cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc. Lão Hạc không lo được, ý thằng con lão thì nó muốn bán vườn, cố lo cho bằng được. Nhưng lão không cho bán, ai lại bán vườn đi mà lấy vợ. Và lại bán vườn đi thì cưới vợ về ở đâu? Với lại, nói cho cùng nữa, nếu đằng nhà gái họ cứ khăng khăng đòi như vậy, thì dẫu có bán vườn đi cũng không đủ cưới. Lão Hạc biết vậy đấy, nhưng cũng không dám sẵn. Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để rồi gắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu.
chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác, làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ. Lạy trời lạy đất, nó cũng là thằng khá, nó thấy bố nói thế thì nó thôi ngay, nó không đả động đến việc cưới xin gì nữa. Nhưng nó có vẻ buồn, và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi. Lão thương con lắm, nhưng biết làm sao được. Tháng 10 năm ấy, con kia đi lấy chồng. Nó lấy con trai một ông phó lý, nhà có của. Thằng con lão sinh phẫn chí. Ngay mấy hôm sau, nó ra tỉnh, đến sở mộ phu, đưa thẻ, ký giấy đi làm đồn điền cao su. Lão rân rấn nước mắt bảo tôi, trước khi đi, nó còn cho tôi 3 đồng bạc. Ông giáo ạ, chả biết nó gửi thẻ xong, vay trước được mấy đồng, mà đưa về cho tôi 3 đồng. Nó đưa cho tôi 3 đồng mà bảo, con biếu thầy 3 đồng, để thỉnh thoảng thầy ăn quà. Xưa nay con ở nhà mãi, cũng chẳng nuôi được bữa nào. Thì con đi cũng chẳng phải lo, thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta, thế nào cũng đủ ăn. Con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về. Không có tiền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm. Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết làm sao được nữa. Thẻ của nó người ta giữ, hình của nó người ta đã chụp rồi. Nó lại đã lấy tiền của người ta, nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi. Lão Hạc ơi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ có một mình nó để làm khuây, vợ lão chết rồi, con lão đi bần bật. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình, thì ai mà chả phải buồn. Những lúc buồn, có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi nó là cậu vàng, như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho nó, hay đem nó ra ao tắm. Lão cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu. Lão ăn gì, lão cũng chia cho nó cùng ăn. Những buổi tối, khi lão uống rượu, thì nó ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng, lại gắp cho nó một miếng, như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão chửi yêu nó. Lão nói với nó như nói với một đứa cháu bé về bố nó. Lão bảo nó thế này. Cậu có nhớ bố cậu không, hả cậu vàng? Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến 3 năm rồi đấy. Hơn 3 năm, có đến ngót 4 năm. Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về, nó cưới vợ, thì nó giết cậu, liệu hồn cậu đấy. Con chó vẫn hếch mồm lên nhìn, chẳng lộ một vẻ gì. Lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó, to tiếng dọa. Nó giết mày đấy, mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố. Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa. Mừng à, vẫy đuôi à, vẫy đuôi thì cũng giết, cho cậu chết. Thấy lão sừng sổ quá, con chó vừa vẫy đuôi, vừa trực lảng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhẹ nhẹ vào lưng nó, và giấu dí. À không, không giết cậu vàng đâu nhỉ. Cậu vàng của ông ngoan lắm, ông không cho giết, ông để cậu vàng ông nuôi. Lão buông nó ra để nhấc chén, ghé lên môi uống. Lão ngẩn mặt ra một chút, rồi bỗng nhiên thở dài, rồi lão lẩm bẩm tính. Đấy là lão tính tiền bòn vườn của con. Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng cái vườn là của con ta. Hồi còn mổ ma mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi mới để ra được 50 đồng bạc tẩu. Hồi ấy, mọi thứ còn rẻ cả. Của mẹ nó tẩu thì nó hưởng,
Lớp trước nó đòi bán, ta không cho bán là ta có ý giữ cho nó, chứ có phải giữ để ta ăn đâu. Nó không có tiền cưới vợ, phẫn chí bước ra đi, thì đến lúc có tiền để lấy vợ mới chịu về. Ta bòn vườn của nó, cũng nên để ra cho nó. Đến lúc nó về, nếu nó không đủ tiền cưới vợ, thì ta thêm vào với nó. Nếu nó có đủ tiền cưới vợ, thì ta cho vợ chồng nó để có chút vốn mà làm ăn. Lão tự bảo như thế, và lão làm đúng như thế. Lão làm thuê để kiếm ăn, hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu, lão để riêng ra. Lão chắc mẩm, thế nào đến lúc con lão về, lão cũng có được 100 đồng bạc. Lão lắc đầu chán nản bảo tôi, ấy thế mà bây giờ hết nhẵn ông giáo ạ. Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi, một trận đúng 2 tháng 18 ngày ông giáo ạ. 2 tháng 18 ngày đã không làm ra được một xu, lại còn thuốc, lại còn ăn. Ông thử tính ra xem bao nhiêu tiền vào đấy. Sau trận ốm, lão yếu người đi ghê lắm, những công việc nặng không làm được nữa. Làng mất vẻ sợi, nghề vải đành phải bỏ. Đàn bà rỗi rãi nhiều, còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm mất cả. Lão Hạc không có việc, rồi lại bão, hoa màu bị phá sạch sành xanh. Từ ngày bão đến nay, vườn lão chưa có một tí gì bán. Gạo thì cứ kém mãi đi. Một lão với một con chó, mỗi ngày 3 hào gạo, mà gia sự vẫn còn đói reo đói rát. Thì ra, cậu Vàng cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi, ông giáo ạ. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẻ cũng mất 1.5 hào đấy. Cứ mãi thế này, thì tôi lấy tiền đâu mà nuôi được. Mà cho cậu ấy ăn ít, thì cậu ấy gầy đi, bán hụt tiền, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùng trục, mua đắt người ta cũng thích. Lão ngắt lại 1 phút rồi tặc lưỡi. Thôi thì bán phát đi, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Bây giờ tiêu 1 xu cũng là tiêu vào tiền của cháu. Tiêu lắm chỉ chết nó, tôi bây giờ có làm gì được đâu. Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi, vừa thấy tôi, lão báo ngay. Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ. Cụ bán rồi? Bán rồi, họ vừa bắt xong. Lão cố làm ra vẻ vui vẻ, nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt ẩn ẩn nước. Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót xa 5 quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện. Thế nó để cho bắt à? Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên, và cái miệng móm mém của lão, mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Khốn nạn, ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi thì chạy về ngay, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm, nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy 2 cẳng sau nó, dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, 2 thằng chúng nó chỉ loay hoay 1 lúc, đã trói chặt cả 4 chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết. Này ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn, nó cứ làm in như nó trách tôi. Nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: a, lão già tệ lắm, tôi ăn ở với lão như thế, mà lão xử với tôi như thế này. Thì ra, tôi già bằng này tuổi đầu rồi, còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó. Tôi an ủi lão: cụ cứ tưởng thế đấy, chứ nó chả hiểu đâu. Và lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết thịt nó, chính là hóa kiếp cho nó đấy. Hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Lão chua chát bảo: ông giáo nói phải,
kiếp con chó là kiếp khổ, thì ta hóa kiếp cho nó, để nó làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút, kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn. Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo, kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ, à. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Thế thì không biết, nếu kiếp người cũng khổ nốt, thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng? Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn bảo. Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào. Thế là sướng. Vâng, ông giáo dạy phải. Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Tôi vui vẻ bảo. Thế là được chứ gì. Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước. Nói đùa thế, chứ ông giáo để cho khi khác. Việc gì còn phải chờ khi khác. Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây, tôi làm nhanh lắm. Đã biết, nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc. Mặt lão nghiêm trang lại. Việc gì thế cụ? Ông giáo để tôi nói, nó hơi dài dòng một tí. Vâng, cụ nói. Nó thế này, ông giáo ạ. À. Và lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật, nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất, lão thì già, con đi vắng, và lại nó cũng còn dại lắm. Nếu không có người trông nom cho, thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này. Tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiêng nể. Vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn của thằng con lão. Lão viết văn tự nhượng cho tôi, để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến. Khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm. Nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó. Việc thứ hai, lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào. Con không có nhà, lỡ chết không ai biết đứng ra lo cho được, để phiền cho hàng xóm, thì chết không nhắm mắt. Lão còn được 25 đồng bạc, với 5 đồng vừa bán chó là 30 đồng bạc. Muốn gửi tôi, để lỡ có chết thì tôi đem ra, nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút, còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả. Tôi bật cười bảo lão. Sao cụ lo xa quá thế, cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ, cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay, tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại. Không, ông giáo ạ, à, ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu. Đã đành rằng là thế, nhưng tôi bòn vườn của nó bao nhiêu, tiêu hết cả, nó... Vợ con chưa có, ngộ nó không lấy gì lo được, lại bán vườn thì sao? Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông giáo. Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi. Thấy lão nằn nỉ mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc lão ra về, tôi còn hỏi, có đồng nào cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì cụ lấy gì mà ăn? Lão cười nhạt bảo, được ạ, à, tôi đã liệu đâu vào đấy, thế nào rồi cũng xong. Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai, rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa chay, bữa ốc. Tôi nói chuyện lão với vợ tôi, thì gạt phắt đi. Cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ. Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ. Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão, chính con mình cũng đói.
Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Tôi giấu giếm vợ tôi, thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão Hạc. Nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không ưng giúp lão. Lão từ chối tất cả những cái gì tôi cho lão. Lão từ chối một cách gần như là hách dịch. Và lão cứ xa tôi dần dần. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều tự ái vẫn thường như thế. Họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng. Ta khó mà ở cho vừa ý họ. Một hôm, tôi phàn nàn về việc ấy với Binh Tư. Binh Tư là một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu môi và bảo: lão làm bộ đấy, thật ra thì lão chỉ tâm ngầm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó. Tôi chố to đôi mắt ngạc nhiên, hắn thì thầm: lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão, lão định cho nó sơi một bữa, nếu chúng, lão với tôi uống rượu. Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng, lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu, thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sồng sộc chạy vào, lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão chu chéo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa. Lão Hạc ơi, lão hãy yên lòng mà nhắm mắt. Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn. Cụ thà chết chứ không chịu bán đi một xào. Tiểu thuyết thứ 7, số 484, ngày 23 tháng 10 năm 1943.